Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang trở thành giám mục chính tòa giáo phận Bắc Ninh. Lúc 17 giờ ngày 17 tháng 6 năm 2023, Đức Tổng giám mục Marek Jaliuski, sứ thần tòa thánh tại Singapore kiêm đại diện tòa thánh không thường trú tại Việt Nam thông báo. Đức Thánh cha Francisco đã chấp thuận cho Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt từ nhiệm. Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang, hiện là giám mục phó giáo phận, kế vị giám mục chính tòa giáo phận Bắc Ninh. Tiểu sử Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang. Ngài sinh ngày 7 tháng 11 năm 1965 tại Thủ Đức, thuộc Sài Gòn, giáo xứ từ Đức, Thủ Đức, Tổng giáo phận Sài Gòn. Tháng 10 năm 1993 đến tháng 6 năm 1999, học Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn. Ngày 30 tháng 6 năm 1999, thụ phong linh mục do Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn. Tháng 8 năm 1999 đến tháng 3 năm 2021, ngài là linh mục phụ tá giáo xứ Chợ Đuổi, hạt Sài Gòn. Tháng 3 năm 2001 đến tháng 6 năm 2006, ngài học tại Học viện Công giáo Tulu, Pháp, tốt nghiệp thạc sĩ thần học Kinh Thánh. Từ tháng 6 năm 2006 đến tháng 8 năm 2010, ngài học tại Học viện Kinh Thánh Giáo Hoàng, Roma, tốt nghiệp cử nhân Kinh Thánh. Từ tháng 8 năm 2010 đến tháng 10 năm 2021, ngài là linh mục nội trú Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn. Từ tháng 10 năm 2011 đến tháng 10 năm 2021, ngài là giám học Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn. Từ tháng 8 năm 2020 đến tháng 10 năm 2021, ngài là phó giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn. Ngày 30 tháng 10 năm 2021, Đức Thánh cha Francisco bổ nhiệm làm giám mục phó giáo phận Bắc Ninh. Ngài được truyền chức giám mục ngày 14 tháng 12 năm 2022 tại nhà thờ chính tòa giáo phận Bắc Ninh, khẩu hiệu giám mục, gặp gỡ, lắng nghe và phân định. Xin chúc mừng giáo phận Bắc Ninh có đức giám mục mới.